đây là các oppa. Gì đấy Thủy? WeXLabTV xin chào. Hôm nay thì chúng mình đã có mặt ở một khu phố rất sầm uất ở giữa lòng thành phố Tokyo, đã thủ đô Tokyo. Đây chính là phố Shinjuku. Và nếu các bạn nào là fan K-pop hay còn gọi là fan của các anh đẹp trai Hàn Quốc thì phố này là chị xinh gái nữa, thì phố Shinjuku này là một địa điểm không thể nào bỏ qua được của các bạn. Vậy thì chúng mình hãy đi khám phá này phố này xem có những gì nhé. Và như mọi người cũng thấy thì hôm nay mặc dù là thứ bảy 10 giờ sáng, tức là một buổi sáng thứ bảy rất bình thường thì ở đây rất là sầm uất, rất là đông người đi qua lại. Và bình thường thì mỗi ngày đây phải có đến khoảng 50-60 nghìn người chạy qua cơ, đi qua cái ga Shinjuku này. Khá là đông đúng. Vâng, thế thì chúng mình hãy đi khám phá xem phố Shinjuku có gì nào nhé. Let's go. Gì thấy cả. Ở trên là tàu đang chạy rất là ấy, rất là nghe rất là to ở dưới này, cảm giác như lúc có thể đổ sập lên đầu chúng mình bất kỳ lúc nào. Đây là một cái đi dưới đường tàu. Yeah, một cái đặc điểm rất là dễ nhận dạng của Nhật Bản. Nhất là gọi là Yamanote, là kiểu cái đường tàu Yamanote. Là cái đường tàu chạy vòng quanh thành phố thì bao giờ nó rất là ồn như thế này. Bây giờ là một cái ngã tư rất là to. Ở Nhật thì cái gì cũng rất là đáng yêu. Chúng mình đi tìm hiểu cái sự đáng yêu của Nhật Bản nào. Đèn xanh rồi, chúng ta chuẩn bị đi rồi. Như các bạn thấy thì đây là tour đổi tiền của Nhật Bản. Có rất nhiều tiệm như thế này ở xung quanh Nhật Bản, rất là tiện để cho người nước ngoài đi qua đây và đổi tiền của, khi nếu mà thiếu tiền thì đổi được ngay. Đây là các oppa. Wow, các bạn nhìn này. Gì đấy Thủy? Gì đấy? Thế là đến với cả Shinjuku thì tóm lại là sẽ phải nhìn thấy rất là nhiều cheese. Đây là tình yêu cuộc đời mình. Cái này là đồ Hàn Quốc thì phải là có gà với cả cheese nhá. UFO. Ở khu này nhiều đồ ăn thế này lắm. Ở đâu cũng thấy cheese và đồ nướng các bạn. Ở đâu cũng có cheese, gà, sườn, cheese. Ở cái khu phố Shinjuku này thì có rất là nhiều người, nhưng mà đặc biệt là nhiều người nước ngoài. Kiểu là người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Việt Nam, người Thái Lan, người Malaysia, rất là nhiều người. các bạn có thể không biết, nhưng mà mình một lần tự tình cờ tìm ra được thôi, là tại vì ngay ở ga Shinjuku ấy, ga JR là ga của Nhật Bản, thì ga tàu của Nhật Bản ấy thì lại phát một cái thông báo bằng cả tiếng Việt nữa cơ. Cái gì cẩn thận xuống đường dây thì không. Đúng. Có cả tiếng Hàn, tiếng Hàn có không? Tiếng Hàn cũng có, tiếng Hàn nữa. Có tiếng Hàn nữa, tiếng Anh thì chắc chắn có rồi. Duy nhất ở ga Shinjuku là một ga rất là đa văn hóa, Bình thường thì đến khu này mà ngoài ăn uống với cả là mua đồ Hàn Quốc, các anh các chị đẹp trai xinh gái thì còn có một món nữa, đấy là mỹ phẩm. Cái này thì anh bạn nào mà dẫn các bạn gái của mình đến đây thì chắc phải mất khá nhiều tiền đấy. Không ổn tí nào. Mình theo về phía mình thì không thấy ổn tí nào cả. Mình quên dặn các bạn là nếu mà các bạn ở Shinjuku ấy thì không chỉ có những mặt hàng Hàn Quốc hay là đa dạng ở văn hóa, mà các bạn còn đi đến đây để một điều rất quan trọng nữa, đó là mua thực phẩm ở Shinjuku. Thực phẩm gì vậy? Thực phẩm cực kỳ rẻ, thịt và rau, đặc biệt là rau rẻ lắm cơ. Nên là nếu mà nhà gần đây thì tiết kiệm đến Shinjuku mua đồ là một lựa chọn cực kỳ chính xác. Đúng là ở Shinjuku lại còn có nhiều cái đồ gọi là châu Á, những cái đồ gọi là kiểu không tìm ở những cái siêu thị Nhật bình thường mà có được.
mà ở Singapore lại có, tại khu này rất là nhiều người nước ngoài ấy. Ừ. Là sắp tới đây thì chúng mình sắp đi đến một cái chỗ cửa hàng gọi là đồ Á để chỉ các bạn xem nhá. À, khi nào các bạn đi đến đây là đến Lawson, cái Lawson bé nhỏ xinh xinh này thì chúng mình sẽ vào đây. Kiên nhẫn. Ở Nhật Bản là các bạn phải học được tính kiên nhẫn, chờ đợi. Tinh. Thế đấy thôi, mọi người có nhìn thấy chữ tiếng Việt đây không? Đầu tiên tìm món Việt đây nhá. Các bạn muốn tìm gì? Tìm nước mắm. Đi đây. Đây là nước mắm Nam Ngư. Nước mắm Cát Hải. Nước mắm Phú Quốc. Nếu bạn nào qua đây mà không biết cái này thì chưa thật sự là đã nhớ nhà đâu. 150 yên là 30.000 một. Ôi, nhìn thấy hành mà không mua là không được. Đúng. Đã là người Việt Nam thì hành tí nó phải mua. Ra khỏi cửa hàng Việt Nam nhưng rất muốn ở lại. Nhiều thứ được mua, mình không mang đủ tiền. Bây giờ có kiểu một tí thôi, nhưng mà nếu mà lần sau có thời gian thì phải đi lâu. Nhất là những hôm kiểu trời nắng đẹp này, yeah. Đi ra phố là sướng. Địa điểm tiếp theo mà chúng mình sẽ đến đấy là quán cà phê, nhưng mà không phải là cà phê thường mà là một cái cà phê đặc biệt, đấy là món cà phê trứng. Đây là mình đã đến một chỗ gọi là gastro rồi, thì mình sẽ bắt đầu chạy ngõ này để đi đến quán cà phê trứng nhá. Đây là một trong những con đường nhỏ của Shinjuku rất là đặc trưng. Tê tèn. Rất là êm đềm. Thanh bình dẫn thẳng ra Shinjuku đấy các bạn ạ. Cường có cảm thấy thanh bình ở đây không? Có chứ, mình ngủ ở cạnh cái bức tường này cũng được. À. Và chúng mình đã đến với X Coffee. X Coffee. Cà phê trứng. Trời ơi, không nhìn thấy gì cả. Không biết là quán cái cà phê trứng của quán này ăn nó có đúng như kiểu vị cà phê trứng Việt Nam không thì chúng mình phải xem, phải vào ăn thử mới biết. Nhưng mà trước chưa gì mình đã thấy cửa hàng này rất là cute. Một cái style rất là Đà Lạt các bạn ạ. Xôi giò lụa, xôi giò bò, xôi chả quế, xôi xá xíu, xôi thập cẩm. Chè sầu, biết chè sầu không? Không, chè sầu là gì? Chè mà ăn xong sầu á. Có chè sầu nè, có dừa dầm, nem chua rán. Nhưng mà cái mình đến uống ở đây chính là cà phê trứng. Sau một lúc chờ đợi, đói mòn quá, mỏi, mệt quá, thì cuối cùng mãi là thì cuối cùng cũng cà phê trứng cũng ra. Làm nào? Không thể nghiêng được gốc này ra tại vì nó phồng quá, không thể nghiêng ra để cho mọi người xem được, nhưng mà nó rất là xinh. Mà kiểu đánh trứng lên thấy cái độ phồng các bạn. Nó cao cao hơn hẳn một cái cốc luôn ấy. Đó, mà ở dưới lại có cái đây quay đó, có một ngọn lửa nhỏ nhỏ. Có ngọn lửa bập bùng. Bập bùng. Đây rất là xịn. Cái này chắc là để giữ cho trứng được chín à. Cái gì? Không biết. Nói chung là giữ cho cà phê nóng đi. Sao lại giữ? Ok thì bây giờ chúng mình sẽ ăn thử cái món này đầu tiên. Lady first, mời bạn Thủy được ăn trước. Cho mình kiểu là bánh gato. Bánh gato, kiểu nhìn nó xốp nhỉ. Xốp ấy, kiểu như ăn như bánh bông lan mà nó. Rồi, mấy miếng xốp đấy là chị sẽ người thử đầu tiên. Ăn hết lõi đi. Sao đây. Ngon lắm, cái vị nó vừa ấy. Mình thấy rất là ngon, để có cái vị cà phê rất là đậm. Và để có một cái vị cà phê mà chuẩn như thế này ở giữa lòng thủ đô Tokyo của Nhật Bản thì đô Tokyo. Mình nghĩ là nên cho một lời ngợi khen. Lại. Và kết thúc lại chuyến đi dạo vòng quanh Shinjuku hôm nay thì chúng mình đã ăn cà phê trứng này. Chúng mình đã làm gì nhỉ? Đi xem tìm đồ Việt Nam, đi xem oppa, xem các K-pop fan. Và ngắm một vài đĩa gà rất nhiều cheese mà mình chưa kịp ăn cho bây giờ thì đi. Ôi. Thế nên là nhất định mọi người hãy quay trở lại cái khu phố này, dành một ngày là một ngày nắng đẹp để đi dạo quanh khu phố này, khám phá hết khu phố Hàn Quốc ở Nhật Bản có tên là Shinjuku nhé. Nhất định. Nếu mọi người thích video này thì hãy like, share và subscribe cho chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào.